3 năm gần 3 năm Phi Nhung mất đi, thì ba Diễm Phạm, một người quản lý cũng như một người thân thiết, luôn luôn sát cánh cùng với Phi Nhung, xúc động tiết lộ một mối nhân duyên mà Phi Nhung với một người nước ngoài nổi tiếng ở chính quán chay và bất ngờ tháng 3 cho Phi Nhung. Không biết quý khán thính giả còn nhớ là 8 năm trước, nhờ một mối nhân duyên lớn mà ca sĩ Phi Nhung của chúng ta đã gây chấn động giới ẩm thực chay khi vinh dự mời được đầu bếp Giang Kân Cúc ghé thăm nhà hàng chay của chị của ở số 5 Đặng Tất, và quán chay thì vẫn được lưu truyền đến tận ngày nay, và tin tức thì vẫn được lưu truyền đến tận ngày nay. Được biết thì nam đầu bếp Martin Gian là một người nổi tiếng trong chương trình dạy nấu ăn Gian Ken Cook, một người rất nổi tiếng trên toàn thế giới với những cái chương trình ẩm thực và đã đến thưởng thức món ăn tại nhà hàng chay của Phi Nhung của chúng ta ở số 5 Đặng Tất. Lúc đấy thì Martin Gian là một người đầu bếp người Mỹ gốc Hoa, nhân vật chính trong chương trình dạy nấu ăn nổi tiếng. Đời thường thì Martin Gian là một người bạn thân thiết của ca sĩ Phi Nhung, nên mới đây ông lên nên lúc đó thì ông cũng đã ghé thăm nhà hàng chay của Phi Nhung tại quận 5 để thưởng thức và góp ý một số vật liệu gia vị hoàn hảo theo ý kiến cá nhân. Được biết là khoảng thời gian đấy là một khoảng thời gian mà gây chấn động của làng, không chỉ làng báo giới ẩm thực mà còn là những cái ẩm thực chay nói chung, nói riêng. Bởi vì ông Gian cũng cho biết rằng là bí quyết khỏe mạnh và sống thọ thường là thường xuyên ăn chay, và đặc biệt là phải ăn chay đúng cách sẽ vô cùng bổ dưỡng, phòng trừ các bệnh như cao huyết áp, mỡ máu trong và béo bụng. Nó đúng với lại những cái tiêu chí cũng như là những cái điều mong muốn mà Phi Nhung đặt ra khi mở hàng chay này, là mang đến những cái món chay ngon, hữu ích, tốt cho sức khỏe đến cho mọi người. Và khi hai cái mối lương duyên này gặp nhau thì đã gây chấn động giới làng ẩm thực chay khi đó. Vào ngày 1 tháng 8 năm 2018 thì vua đầu bếp Martin Gian đã ghé thăm nhà hàng chay của Phi Nhung. Với mặc dù lịch diễn rất bận rộn thì Phi Nhung của chúng ta vẫn sắp xếp thời gian để đón tiếp ông. Gian Ken Cúc thì một người vô cùng nổi tiếng và đã là quản của 3.000 chương trình ẩm thực dạy nấu ăn trên khắp thế giới. Ông cũng từng có đi thời gian là đi khắp các vùng miền Việt Nam để thực hiện 26 tập phim khám phá Việt Nam cùng Martin Gian. Đây là một điều vô cùng vinh dự, một mối nhân duyên rất là lớn. Và không dừng lại ở đó thì đầu bếp Gian Ken Cúc và Phi Nhung của chúng ta cũng cùng nhau bán đấu giá các vật dụng bếp núc như chảo, dao, nồi để gây quỹ giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi có điều kiện tốt hơn vào những cái Tết ngày sau, ở Tết Mậu Tuất năm 2018. Vua đầu bếp Martin Gian thì cũng đã có buổi giao lưu chia sẻ về ẩm thực chay, chương trình hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tổ chức. Tại cái buổi giao lưu khi đó thì đầu bếp nổi tiếng thế giới Martin Gian cũng đã cùng với các đầu bếp Việt Nam nấu trước công chúng những cái món chay rất ấn tượng như súp nấm tuyết, chả giò rong biển, gỏi củ hũ dừa, cơm chiên hạt sen, lẩu tum yum, bò nấu tiêu xanh và chè hạt sen. Sau khi những món được nấu chín và trình bày đẹp đẽ thì vua đầu bếp của chúng ta đã bán đấu giá các món này, ăn kèm bộ dụng cụ nấu ăn các món này nữa. Tất cả số tiền bán đấu giá thì đều được ủng hộ cho quỹ từ thiện của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tạo một cái nguồn kinh phí giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi có điều kiện tốt hơn để đón Tết này. Và sau khi những món ăn được nấu chín và trình bày đẹp đẽ thì vua đầu bếp đã bán đấu giá các món ăn kèm cái bộ dụng cụ nấu cho các món ăn này. Còn cái bộ dao được sản xuất từ Đức cũng được đầu bếp bán đấu giá với số tiền là 15 triệu đồng. Nguyên liệu chủ yếu để chế biến những trong cái buổi giao lưu ngày hôm đó là từ rau củ của Việt Nam, vô cùng là ấn tượng. Và cách chế biến thì gần với mục tiêu là có lợi cho sức khỏe, khơi gợi tinh thần, hòa đồng với thiên nhiên, thân thiện với môi trường. Chương trình có sự góp mặt của nữ ca sĩ Phi Nhung của chúng ta là một vinh dự rất lớn, bởi vì không ít ca sĩ lại có tinh thần trùng khớp cũng như là có cái định hướng giống với cái người đầu bếp nổi tiếng như vậy là một điều vô cùng vinh dự, không chỉ với là nhà hàng chay, với những người hâm mộ mà còn là đối với những giới ẩm thực chay nữa. Và Phi Nhung là người tiên phong cùng với lại nhà hàng Buddha Chay, là nhà hàng của Phi Nhung tại Thành phố Hồ Chí Minh, để đến chương trình tham gia giao lưu ẩm thực chay. Và tại đây Phi Nhung cũng ủng hộ cho chương trình 10 triệu đồng. Con số này ở thời gian đó là một con số khá là tương đối, và đặc biệt là vua đầu bếp cũng mang 48 con dao được sản xuất theo tiêu chuẩn riêng của ông đến chương trình để bán đấu giá gây từ thiện. Ông cho biết rằng là mỗi loại dao này chỉ sản xuất đúng 100 cây. Tại Mỹ, loại dao này được bán với giá khoảng hơn 50 USD, và khi đến với chương trình này thì trên thị trường chỉ còn 48 cây, và ông đã mang toàn bộ về Việt Nam để bán đấu giá với mục đích vô cùng ý nghĩa, đó là gây quỹ giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi điều kiện tốt hơn để đón Tết Mậu Thân 2018. Vua đầu bếp cũng chia sẻ rằng là ăn chay đủ cách sẽ vô cùng khỏe mạnh, giúp phòng trừ các bệnh phổ biến hiện nay như cao huyết áp, mỡ máu, và cảm thấy rằng là cuộc sống tốt hơn rất là nhiều. Theo đó thì ba Diễm Phạm cũng chia sẻ rằng là ông ấy sẽ quay lại vào ngày 3 tháng 3, vẫn là một mối nhân duyên nữa đối với ẩm thực chay của Buddha Chay. Tuy nhiên là bây giờ sẽ không có Phi Nhung nữa rồi, mọi người vẫn nhớ cái buổi gặp gỡ của vua đầu bếp Giang Kân Cúc của Phi Nhung ở quán chay.
Vua đầu bếp rất thân thiện, chụp ảnh cùng những cái thực khách ở quán chay và đưa ra rất nhiều những cái lời khuyên hữu ích. Và một lần nữa thì Ba Diễm Phạm vẫn thực hiện những cái ước mơ còn dang dở của Phi Nhung, nối tiếp những cái ước mơ còn dang dở của Phi Nhung, không ngừng dừng lại để đưa Bút Đa Chay gần với lại với khán thính giả hơn, cũng như một cái sự gặp mặt rất là xúc động một người bạn mặc dù là đã rất nhiều năm rồi và đã hơn gần chục năm rồi thì ông mới quay lại Việt Nam đến đây và để có một cái gặp gỡ đặc biệt chỉ vỏn vẹn trong 1 tiếng đồng hồ diễn ra vào mùng 3 tháng 3 năm 2024 từ 18 giờ đến 19 giờ tại Bút Đa Chay 131 Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, và hy vọng rằng quý khán thính giả sẽ có thời gian đến đây để được gặp gỡ cùng với ông cũng như ôn lại những kỷ niệm niệm của Phi Nhung với vị đầu bếp đáng kính này, là một sự ngậm ngùi mà mọi người nhìn thấy được những cái ký ức ùa về thì vô cùng đau, vô cùng là cảm động, xúc động với những ký ức mà Phi Nhung cùng với lại vua đầu bếp đã thực hiện rất nhiều những cái hoạt động ý nghĩa tại quán chay. Nổi tiếng và nổi tiếng rất là nổi tiếng mà được mời đây để mà con là đấy và mời đây tư con mình nói đâu mời đây mời đây và chú đang ở đâu bây giờ quay áo được Nguyễn Chí Thanh quận 5 là 31 Đặng Tất quận nhất cũng là chú là trai cho qua cho tôi nói đi. I am here enjoying a wonderful vegetarian meal at Bút Đa Chay with my good friend, the famous singer in Vietnam. Not only famous in Vietnam, but all around. And I'm honored to be here. And I hope one day I will come back again and enjoy the rest of the menu. Delicious, good and happy. Đây, đó, mà. Bây giờ mình đi. Bà con mình nói là, ăn sống thì trời thôi. Khi như bác hay mà còn không có. Đây là dĩa sơ xoài, sau khi mình ăn chắc liền. Đây là sơ xoài. Nhưng mà kéo đấy, mấy nói là con đây đó. Sao con đây con người đâu.
Rồi, rồi, dắt con đi cầm. Đủ rượu con rồi. Thân hai con. Có ớt rồi. Có ớt rồi. Đưa vào lại cho. Bây giờ con trai. Tất cả quý khán giả muốn khám phá đồ ăn của Phương thì chạy ra đây nha. Nhưng chị chúc mừng một nhé. Anh đồ chai được sức khỏe.